Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1482 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 21 tháng 12 năm 2005 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư, Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn thứ 5 Trong phần trước của phần trường hàng Chúng tôi đọc kinh văn một lượt Để quý vị dò đúng chỗ Vân Hà Đắc Uẩn Thiện Xảo Giới Thiện Xảo xứ thiện xảo Duyên khởi thiện xảo Chúng ta đọc tới chỗ này Đối với 10 thiện xảo trong đoạn này bốn câu đầu trong phần 10 thiện xảo Nói về Lưu chuyển chi thể Lưu chuyển là sanh tử luân hồi Luân hồi trong lục đạo Uẩn giới xứ Tức là ngũ uẩn 18 giới 12 xứ Và duyên khởi Đều là nói về thể Tiếp đó dục giới sắc giới vô sắc giới là nói tới nơi chốn để quý vị lưu chuyển luân hồi quý vị luân hồi ở nơi đâu ở chỗ nào nêu ra nơi chốn sau đây nói quá khứ vị lai hiện tại là nói về thời gian chúng ta có thể nói dục giới sắc giới và vô sắc giới là không gian Quá khứ hiện tại vị lai là thời gian Ở trong không gian và thời gian nào Sẽ phát sinh hiện tượng sanh tử luân hồi Trong phần trước Đã giới thiệu ngũ uẩn 18 giới 12 xứ Hôm nay chúng tôi nói về duyên khởi thiện xảo để biết sanh tử luân hồi rốt cuộc là chuyện như thế nào thông thường nói theo phật pháp điều này thuộc về nhân duyên tức là nhân duyên quan bích chi phật trong tứ thánh pháp giới học tập điều này trong kinh luận đức phật đã nói về những chuyện này rất nhiều trước hết chúng tôi phải giới thiệu duyên khởi đôi chút duyên khởi là gì Phật Pháp Thường nói ba chữ nhân duyên quả Trong giáo Pháp Đại Thừa Đức Phật thường nói về Bốn thứ duyên sanh ra Pháp Duyên thứ nhất Trong bốn duyên là thân nhân duyên Nói thật ra là nhân Duyên thứ hai gọi là sở duyên 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 thứ ba là vô gián duyên Duyên thứ tư là tăng thượng duyên Tâm và tâm sở pháp Nếu thiếu một trong bốn duyên ấy Sẽ chẳng thể sanh Chẳng thể dấy lên hiện hành Nếu chúng ta nói tới thực vật Thực vật và khoáng vật chỉ cần hai loại duyên một loại là thân nhân duyên loại kia là tăng thượng duyên chúng chẳng cần sở duyên duyên chẳng có vô dáng duyên hữu tình và vô tình sai biệt ở chỗ này nói chung hữu tình lẫn vô tình thể đều là duyên khởi phàm là duyên khởi Phạm là duyên sanh hay duyên khởi Đều chẳng có tự tánh Chẳng có tự thể Thường nói là đương thể Tức không Trọn chẳng thể được Bậc duyên giác quan sát từ chỗ này mà ngộ Chúng ta nói là tỉnh ngộ Các ngài mới có thể chứng đắc Cảnh giới Niết Bàn Niết bàn có cạn và sâu. Cạn là thiên chân niết bàn của tiểu thừa. Sâu là vô trụ niết bàn của đại thừa. Chúng ta đều phải hiểu rõ ý nghĩa của những danh tướng ấy. Này chúng tôi giới thiệu đơn giản duyên khởi đôi chút. Duyên khởi thiện xảo Là biết hết thảy sự Hết thảy vật trong vũ trụ phát sanh như thế nào <laughs> Nếu xét theo những điều Phật Pháp đã dạy Tất cả hết thảy sự vật đều chẳng có cách Rời khỏi duyên Đều là đãi duyên nghi khởi đãi là chờ đợi Nói theo cách hiện thời duyên là điều kiện Điều kiện thể đều trọn đủ Sẽ giới lên hiện tượng Nếu điều kiện chẳng đầy đủ Hiện tượng ấy sẽ chẳng thể phát sanh Bất luận là hữu tình hay vô tình Người hiện thời gọi hữu tình là động vật Gọi vô tình là thực vật và khoáng vật Cùng hiện tượng thiên nhiên Đều là có khá nhiều điều kiện Giống như Kinh Đại Thừa đã nói là vô lượng nhân duyên thì mới sanh khởi hiện tượng ấy chẳng phải là rất đơn thuần chỉ có phật và pháp thân bồ tát hiểu rõ ràng chuyện này các ngài hiểu rõ ràng điều đó gọi là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh người hiểu rõ chân tướng là giác ngộ giác chứ không mê Bọn phàm phu chúng ta Không chỉ riêng loài người Mà phàm phu trong lục đạo đều chẳng giác ngộ Tứ thánh pháp giới tùy giác ngộ Nhưng chẳng viên mãn Phải hiểu điều này Tứ thánh là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Phật ở đây là Phật trong mười pháp giới Chính là tương tự tức Phật như thiên thai đại sư đã nói Nói cách khác các vị ấy chẳng phải là chân Phật Chân được định nghĩa như thế nào? Chân là phải phá một phẩm vô mình Thấy một phần chân tánh Chứng một phần pháp thân Đó là chân Giáo Pháp Đại Thừa cũng gọi Vị ấy là Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát là chân Phật Thiên thai đại sư gọi vị ấy là phần chứng tức Phật. Tuy Ngài chẳng viên mãn, Ngài là Phật thật chẳng giả. Sở dĩ Ngài không viên mãn là vì tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn sạch. Trong những phần trước, chúng tôi đã nói điều này rất nhiều. Tập khí vô thủy vô minh rất khó đoạn Phải mất một thời gian rất dài Sẽ tự nhiên chẳng còn Vì thế Giáo Pháp Đại Thừa thường nói tới 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Điều này có nghĩa là Trong nhất chân Pháp Giới Có giai cấp hay không? Thưa cùng chữ vị chẳng có nếu còn có giai cấp Tức là còn có sai biệt Sẽ chẳng gọi là nhất chân Đã là chẳng có sai biệt Vì sao Đức Phật lại nói 41 địa vị Pháp thân đại sĩ 41 địa vị ấy chẳng phải là 41 giai cấp hay sao Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng Thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa Đẳng giác 41 địa vị Nói thật ra Chẳng thể nói 41 địa vị ấy là có Nhất chân Pháp giới là bình đẳng Người tu hành đạt đến cảnh giới ấy Chẳng khởi tâm không động niệm Chẳng phân biệt không chấp trước Thấy đều là như vậy Chẳng khởi tâm không động niệm Lấy đâu ra giai cấp trong thế gian này Trong mười pháp giới Sanh ra giai cấp như thế nào Vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng là khởi tâm động niệm Do quý vị khởi tâm động niệm Vì quý vị có phân biệt có chấp trước Cho nên mới có nhiều thứ bậc như vậy Mới có lắm sai biệt ngần ấy Trong nhất chân pháp giới chẳng có sai biệt Trong thế giới cực lạc chẳng có sai biệt nhưng quý vị nghe nói như vậy sẽ cảm thấy kỳ quái Thế giới cực lạc có bốn cõi Ba bậc, chính phẩm Ý nghĩa này và ý nghĩa của 41 địa vị Trong thế giới hoa tạng Chẳng sai biệt cho mấy Đó là gì? Chính là vì tập khí vô minh chẳng đoạn Tập khí vô thủy vô minh Trong thế giới hoa tạng Xác thực là vô minh tập khí chưa đoạn Trong thế giới cực lạc chẳng phải vậy Trong thế giới cực lạc Không chỉ là tập khí vô thủy vô minh Mà còn kèm thêm tập khí kiến tư và trần sa Đúng là chẳng dễ dàng Điều này gọi là đới nghiệp vãng sanh Vẫn đèo thêm những thứ ấy Vì thế Đức Phật nói thế giới cực lạc có bốn cõi Có cõi phàm thánh đồng cư Có cõi phương tiện hữu dư Có cõi thật báo trang nghiêm Có cõi thường tịch quan tịnh độ Chư vị phải hiểu Trong thế giới cực lạc chẳng có những danh xưng ấy Trong thế giới hoa tạng cũng chẳng có những danh xưng ấy Đức Phật vì chúng ta nói ra những điều ấy cho nên chẳng thể nói chúng là có Mà cũng chẳng thể nói là chúng không có Vì sao chẳng thể nói chúng là không có Xác thực là xét theo phía người tu hành Tập khí vô thủy vô minh Đúng là có dày hay mỏng khác nhau Chẳng hạn như thật vị Bồ Tát tập khí rất ít Rất mỏng Các vị Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền tập khí khá nặng nhưng quý vị phải biết, chúng chẳng phải là kiến tư, chẳng phải là trần sa, mà là vô thủy vô minh. Chúng ta chẳng có cách nào lãnh hội. chớ nên không biết điều này. Trong kinh Đức Phật đã dạy, nhất thiết chi hữu vi pháp giai tự duyên nhi khởi giả hữu vi là có sanh có diệt chứ vì hãy ngẫm xem có pháp nào chẳng sanh diệt trong kinh đức phật thường nói đến động vật loài người chúng ta là động vật có sanh lão bệnh tử thực phật có sanh trụ dị diệt khoáng vật Có thành trụ hoại không? Phạm những gì có các hiện tượng ấy Sẽ đều gọi là pháp hữu vi Theo bách pháp minh môn luận Trong 100 pháp Có 94 pháp hữu vi sáu pháp cuối cùng gọi là pháp vô vi Đối với Pháp vô vi Chẳng thể nói tới duyên được Nó chẳng phải là đợi duyên mà sanh Nó thật sự tự nhiên tồn tại Tồn tại vĩnh hằng Trong các Pháp vô vi Chỉ có một Pháp là vô vi thật sự Năm thứ khác đều là tương tự vô vi chúng chẳng thể gộp vào trong các pháp hữu vi như hư không hư không là vô vi chúng ta chẳng thấy hư không có sanh diệt chẳng thấy sự biến hóa của nó hư không thuộc về pháp vô vi rõ ràng là bất cứ loại nào động thực khoáng vật hiện tượng tự nhiên Thấy đều là do có duyên mà sanh Này chúng ta gọi duyên là điều kiện Nếu trọn đủ những điều kiện sanh sản ấy Nó sẽ sanh khởi Hiện tượng sẽ hiện tiền Trong Trung Quán Luận Sớ có giải thích đơn giản Trung quán luận sớ thập thập là quyển thứ 10 Cuối quyển thứ 10 Có mấy câu như thế này Duyên khởi giả Thể tánh khả khởi Cần phải nói rõ điều này Thể tánh là nhân Thể là pháp thân tánh là pháp tánh quý vị thấy trong các kinh đại thừa trong các kinh luận đại thừa đức phật luôn dạy vũ trụ do đâu mà có sanh mạng do đâu mà có đức phật đã nói rất hay duy tâm sở hiện duy thức sở biến ở đây cái tâm và cái thức ấy được gọi là thể tánh thể tánh là nhân nó có thể hiện có thể biến đấy là duy tâm sở hiện nhất chân pháp giới do thể tánh Hiện khởi Y báo và chánh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới Đợi duyên mà sanh khởi Các vị thuộc tông pháp tướng đã gọi Đợi duyên để sanh khởi Là duy thức sở biến Chúng thuộc vào mười pháp giới Thức là gì? thức là thể tánh đã mê thì gọi là thức giác ngộ thì gọi là tánh nói theo thể nó là thật là chân tâm nói theo tướng nó là hư vọng vì thế chúng ta nói a à la gia thức là chân vọng hòa hợp Chúng ta là chúng sanh trong mười pháp giới Tứ thánh pháp giới cũng là chúng sanh Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của danh từ này Do các duyên hòa hợp cùng sanh khởi Thì gọi là chúng sanh Đợi duyên để phát khởi chính là chúng sanh Duyên quá nhiều vô lượng vô biên Chẳng đơn thuần Do vậy hễ là duyên sanh Thì đều gọi là chúng sanh Chúng sanh có ý nghĩa hết sức rộng lớn Chúng ta thường gọi loài người là chúng sanh Đấy là nói theo ý nghĩa rất hẹp Tất cả động vật là chúng sanh Tất cả thực vật là chúng sanh Tất cả khoáng vật là chúng sanh tất cả các hiện tượng tự nhiên đều là chúng sanh bởi lẽ chúng đều do các duyên mà phát khởi hòa hợp sanh ra các hiện tượng phải hiểu rõ ràng hai chữ chúng sanh phải hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó vì thế thể tánh khả khởi có thể khởi mà nó chẳng phát khởi được là vì lẽ nào duyên không trọn đủ ví như loài người chúng ta đức phật nói hết thảy chúng sanh đều có phật tánh lại nói tất cả hữu tình chúng sanh hữu tình chúng sanh là nói đến động vật đương nhiên bao gồm loài người trong ấy Đều có trọn đủ cái nhân của mười pháp giới Này trong các hữu tình Chúng ta chỉ nói đến loài người Trong các hữu tình chúng sanh Chúng ta chỉ nói một loại này Mỗi người chúng ta đều có Phật tánh nói cách khác đều có thể tánh làm phật trong thể tánh của chúng ta có phật vì sao này chẳng phải là phật duyên chẳng trọn đủ này chúng ta tu hành tu là gì tu là duyên hy vọng sẽ khiến cho cái duyên thành phật điều kiện làm phật thấy đều trọn đủ Nhân đã có Ai nấy đều có cái nhân Bồ Tát Trong mười pháp giới Cái nhân thứ nhất Cũng là duyên Cái duyên thứ nhất quan trọng nhất Đức Phật nói cái duyên ấy chính là tâm Phật bình đẳng. Có ai trong chúng ta chẳng có tâm bình đẳng? Có chứ, bình đẳng thì là Phật. Quý vị hãy ngẫm nghĩ xem, giáo pháp đại thừa thường dạy chúng ta, nếu có thể thật sự buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị chính là Phật. Này quý vị niệm Phật mà chẳng thể thành Phật Là vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên quý vị bị đọa lạc thành phàm phu phàm phu và Phật sai biệt ở chỗ này Chúng ta nhìn vào tứ thánh Pháp giới Sẽ hiểu rất rõ ràng Quý vị buồn chấp trước xuống Chẳng còn chấp trước Hết thảy các Pháp thế gian và suốt thế gian nữa quý vị là a la hán. Tiến cao hơn một bước không chỉ là chẳng có chấp trước mà phân biệt cũng chẳng có, quý vị là bồ tát. Nếu tiến thêm bước nữa không chỉ là chẳng có vọng tưởng chấp trước mà khởi tâm động niệm cũng chẳng có, chẳng khởi tâm không động niệm quý vị là Phật Quý vị hãy ngẫm xem Chúng ta có phải đều là trọn đủ hay không Vấn đề ở chỗ nào chẳng buông xuống được Vì không buông xuống được Cho nên mới làm phàm phu Cho nên mới đọa lạc trong lục đạo luân hồi Đức Phật dạy chúng ta lý luận thoát luân hồi Là một câu này Buồn chấp trước xuống Chấp trước Là kiến tư phiền não Buồn chấp trước xuống Tức là đoạn kiến tư phiền não Vượt thoát lục đạo Chứng quả A-la-hán Buồn xuống Phân biệt Phân biệt là trần sa hoặc Đoạn trừ trần sa hoặc Chứng quả vị Bồ-Tát Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Là vô minh hoặc. Chẳng khởi tâm không động niệm đã phá vô minh, buông xuống vô minh sẽ thành Phật. Nói theo thể tánh, chúng ta đều trọn đủ. Cái nhân làm Phật đã trọn đủ. Cái nhân là Bồ Tát đã trọn đủ Cái nhân làm thanh văn duyên giác thảy đều trọn đủ Thế Nghiệp nhân của thiên đạo Là tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Cộng thêm thượng phẩm thập thiện Sẽ sanh thiên Chúng ta có những cá nhân ấy hay không? Có chứ Vì sao biết là có? Ngay cả nho gia cũng nói Tức là như trẻ nhỏ tại Trung Hoa học Tam Tự Kinh Câu đầu tiên là Nhân chi sơ tánh bổn thiện Đấy là gì vậy? Cái nhân để sanh lên cõi trời Bản tánh của loài người đều là thiện lương vì sao lại biến thành bất thiện chẳng có ai dạy họ học theo thói xấu vì thế trung hoa hết sức coi trọng giáo dục có kinh nghiệm hết sức phong phú người hoa biết thánh nhân là do dạy dỗ mà có thiện nhân cũng là do dạy dỗ mà ra kẻ xấu cũng là do dạy dỗ mà ra xã hội hiện thời loạn đường ấy người tốt ngày càng ít kẻ xấu ngày càng đông là chuyện như thế nào do dạy dỗ mà ra trước kia có nhiều người tốt đó là gì trong thế gian thánh nhân và quân tử nhiều đại chúng trong xã hội chịu ảnh hưởng của họ trong xã hội hiện thời có lắm kẻ ích kỷ khởi tâm đồng niệm toàn là tổn người lợi mình học từ đâu ra học từ tivi, học từ internet, học từ điện ảnh. Những thứ ấy đã dạy họ, dạy người ta những thứ ấy, quý vị nói xem, tivi internet trong hiện thời, tôi không xem những thứ ấy. Chúng có nội dung là gì? Các đồng học đã kể với tôi, toàn là sắc dục, bạo lực, giết trộm, dâm dối. Quý vị giáo dục kiểu đó, đương nhiên là xã hội này đều ngã theo bạo lực sắc dục ngã theo giết trộm dâm dối lẽ nào xã hội chẳng loạn cho được do dạy dỗ mà ra giáo dục quan trọng hơn bất cứ điều nào khác mấy hôm trước lần này chúng tôi ngừng giảng 10 ngày tôi sang mã lai tham dự hội nghị hòa bình quốc tế trong hội nghị ấy tôi đã giới thiệu cùng mọi người tham gia đại hội về nền giáo dục luân lý đạo đức của trung hoa vào thời cổ nếu muốn hóa giải xung đột thật sự thực hiện thế giới hòa bình ngoài giáo dục ra chẳng có cách nào khác dùng thủ đoạn chiến tranh chỉ khiến cho vấn đề này càng thêm phức tạp Hội nghị khai mạc Đây là lần thứ sáu tôi tham dự hội nghị quốc tế Bắt đầu từ năm 1970 Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng Hy vọng có thể xúc tiến hòa bình trên thế giới Chẳng biết hàng năm đã mở không biết bao nhiêu cuộc họp đầu tư nhân lực vật lực tài lực suốt 35 năm. Chẳng biết đã họp bao nhiêu lần, thế mà thế giới mỗi năm một loạn hơn, tai nạn mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Từ sự thật này, chúng ta hiểu ra, hội nghị chẳng thể giải quyết vấn đề. Chiến tranh chẳng thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề bằng phương pháp nào? Vẫn là như người Hoa đã nói Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên Năm ngàn năm qua Trung Hoa đã dựa vào đâu mà khiến cho quốc gia, dân tộc này Đứng sừng sững trên thế giới Chẳng bị suy thoái Nguyên nhân chẳng có chi khác Chính là giáo dục người Hoa biết giáo dục Coi trọng giáo dục Vì vậy giáo dục tại Trung Hoa Có lịch sử 5.000 năm 5.000 năm kinh nghiệm 5.000 năm trí huệ 5.000 năm phương pháp 5.000 năm nội hàm 5.000 năm hiệu quả Chớ nên xem nhẹ điều này quý vị có thể vận dụng cách thức này của trung hoa để hóa giải bất cứ xung đột nào trên thế giới cũng đều có thể hóa giải bất cứ là ai cũng đều có thể hợp tác thế giới an định hòa bình quý vị chẳng dùng giáo dục thì dùng gì đấy khi tôi tham gia những hội nghị quốc tế ấy đều giới thiệu quan niệm trọng yếu ấy với mọi người những người tham gia hội nghị đều là các nhân sĩ thiện tâm đúng là chẳng tìm ra phương pháp thích đáng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề nhưng chẳng tìm được biện pháp cứu vớt tại Trung Hoa. Hồ Diệu Ban đề xướng xã hội hài hòa. Thực hiện bằng cách nào? Tôi bảo mọi người Hài hòa phải thực hiện từ Tâm hạnh của chính mình phải dốc sức từ chỗ ấy hài hòa thực hiện từ nhà ta hài hòa thực hiện từ thôn của ta hài hòa bắt đầu từ trấn của ta hài hòa bắt đầu từ huyện của ta dần dần mở rộng từ huyện mở rộng đến tỉnh từ tỉnh mở rộng ra quốc gia từ quốc gia mở rộng ra thế giới Nhất định phải thực hiện từ chính bản thân ta Thì mới có thể thâu được hiệu quả Nếu quên bản chẳng thực hiện hài hòa từ chính mình Quên bản nhà mình Quý vị mong cầu thế giới hòa bình Há có lẽ ấy Kinh Phật nói điều này là vô hữu thị xứ Vì thế phải biết bắt đầu từ chỗ nào quan trọng là khái niệm vì sao phải hài hoa kinh phật đã nói thấu triệt hai mươi câu hỏi của trí thủ bồ tát trong đoạn kinh văn này đều là những vấn đề to lớn quý vị thấy văn thù bồ tát giải đáp một hỏi một đáp chúng ta nghe hiểu minh bạch sẽ khai trí huệ biết hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ biết chính mình phải nên làm như thế nào thể tánh có thể khởi đợi duyên để phát khởi trong phẩm phương tiện của kinh pháp hoa cũng có nói phật chúng tùng duyên khởi tổ sư đại đức trích dẫn câu này phật chủng sanh từ duyên hợp lý quá chúng ta học phật bởi lẽ phật pháp quan trọng duyên chẳng nói là nhân sanh mà nói là duyên sanh rất có lý vì nhân tức là các chủng tử trong a lại gia thức đều có trọn đủ Nhưng chúng tùy thuộc duyên Trong phần trước chúng tôi đã nói Những cái nhân trong tứ thánh pháp giới Tức Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Chúng ta thể đều có Đối với lục đạo Chúng tôi cũng nói Con người tánh vốn lành Thì chính là thiên đạo và nhân đạo Đối với ba ác đạo Ngọ quỷ là do tâm tham sang tham là ngạo quỷ sân khỏe là địa ngục ngu si là súc sanh trong ai là gia thức của quý vị thầy đều có những chủng tử ấy vậy thì nay quý vị hãy xét xem duyên của nghiệp nhân nào thù thắng nhất chúng ta nghĩ tới xã hội hiện thời quý vị hãy lắng lòng quan sát sau đấy, quay lại nghĩ về chính mình. Nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một tấm gương. Từ gương hãy hồi quang phản chiếu soi xét chính mình. Trong ấy là giá thức của ta có tham sân si. Tham sân si là nghiệp nhân của bà ác đạo. Hiện thời trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta Tăng trưởng duyên tham sân si Sẽ phiền toái Đời sau sẽ sanh về đâu Quý vị tự hiểu rành rành Tâm tham nặng nề Nhất định đọa ngạ quỷ Tâm sân khỏe nặng nề Hay cáu giận Sẽ đọa địa ngục Ngu si Là chẳng hiểu rõ đúng sai Không biện định tà hay chánh ngu si sẽ đọa súc sanh đạo trong xã hội hiện thời chúng tôi nói những gì tv internet phim ảnh xã hội đều là dạy quý vị tham sân si đều dạy quý vị khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác tổn người lợi mình tổn người lợi mình sẽ tăng trưởng tham sân si nói cách khác đều nhằm dạy con người vào trong ba ác đạo chẳng phải là dạy con người sanh lên trời hay làm phật chẳng phải vậy quý vị nói xem có đáng sợ hay không chúng ta được làm thân người nghe phật pháp hết sức khó khăn đã được làm thân người, nghe Phật pháp ngay trong một đời này, chúng ta phải vứt bỏ tham sân si. chẳng cần những thứ ấy. Tôi bắt đầu học Phật lúc 26 tuổi. lần đầu tiên trong đời đến thưa hỏi một vị thiện tri thức là chương gia đại sư Đây là lần đầu tiên qua lại cùng người xuất gia Tôi thỉnh giáo lão nhân gia Nay con biết Phật Pháp tốt đẹp Phật Pháp hết sức thù thắng Tôi thưa có cách nào khiến cho con có thể khế nhập rất nhanh hay không? Lão nhân gia dạy tôi sáu chữ tôi nói có cách nào hay không ngài bảo có thấy thấu suốt buông xuống tôi nghe rồi dường như hiểu câu nói ấy rất đơn giản tôi thỉnh giáo lão nhân gia thực hiện từ chỗ nào ngài dạy tôi bố thí nghĩa là hãy thực hiện từ bố thí vì sao Lúc trẻ Tập khí tham sân si rất nặng nề Tôi lại còn sanh trưởng ở nông thôn Hoàn cảnh gia đình hết sức nghèo khó Cuộc sống rất gian khổ Vì thế chẳng có tâm bố thí Chẳng có ý niệm ấy Thầy dạy tôi học bố thí Giảng cho tôi biết Tài bố thí, pháp bố thí Và vô úy bố thí Bố thí là buông xuống Giúp quý vị thấy thấu suốt Thấy thấu suốt là trí huệ buông xuống là buông xuống phiền não bố thí sang tham bố thí sân khỏe bố thí tập khí phiền não do vậy tâm thanh tịnh hiện tiền tâm thanh tịnh sanh trí huệ do trí huệ mới có thể thấy thấu suốt mới có thể liễu giải chân tướng của vạn hữu trong vũ trụ đấy là phật pháp là sự giáo dục của đức phật vì thế phật giáo xác thực là chẳng giống những tôn giáo thông thường các tôn giáo thông thường nói vũ trụ do đâu mà có do thần tạo ra đều là do một vị chân thần nào đó tạo ra vũ trụ tôi qua lại với rất nhiều tôn giáo trên thế giới chúng tôi lại còn là bạn bè hết sức thuận thảo tôi đã từng nói với họ theo như thánh kinh của thiên chúa giáo và cơ đốc giáo đã nói vũ trụ do chúa tạo ra tức thượng đế tạo ra bảy ngày tạo xong vũ trụ tạo ra con người đạo y tư lan đạo hồi nói vũ trụ do an lạp tạo ra họ gọi thượng đế là an lạp có nghĩa là thượng đế ấn độ giáo nói vũ trụ do đại phạm thiên tạo ra vì thế tôi hỏi họ vũ trụ chỉ có một do vị thần nào tạo quý vị có từng nghĩ đến vấn đề này hay không hay là quý vị có nhiều vị thần trong các tôn giáo như thế mọi người cùng nhau tạo ra hay là các vị thần cùng nhau kiến tạo họ chẳng thừa nhận chuyện các vị thần cùng tạo họ thừa nhận có một vị chân thần duy nhất tôi nói đúng vậy tôi cũng tin tưởng là do một vị chân thần tạo ra tôi hỏi họ quý vị có tin chân thần có trí huệ viên mãn hay không họ đều tin chuyện này chân thần trí huệ vô lượng chúng ta không có cách nào tưởng tượng chân thần có thần thông hay không ngài có thể biến hóa hay không? họ đều tin tưởng chuyện này, tin tưởng chân thần có biến hóa, có thần thông. tôi nói, vậy thì dễ biển định rồi. vị chân thần ấy ở Trung Hoa, ngài biến hóa thành khổng tử, mạnh tử, lão tử, trang tử, ngài có thể biến, chân thần hóa thân. Trong Phật giáo Ngài biến thành Thích Ca Mâu Ni Trong cơ đốc giáo Ngài biến thành Gia Tô Trong do Thái giáo Ngài biến thành Ma Tây Trong đạo hồi Biến thành Mục Hãng Mặt Đất Quý vị có tin hay không? Bọn họ nghe nói đều ngây người Cuối cùng đồng ý với cách nhìn của tôi Tôi nói đều là một vị chân thần Vì sao trên thế giới vị chân thần ấy Phải tạo ra nhiều tôn giáo như vậy Phải hóa thân nhiều ngần ấy Đối với chuyện hóa thân mọi người chẳng hoài nghi Vì trong kinh điển đều có nói Chỉ vì trong thời đại ấy Giao thông chẳng phát triển Chẳng có thông tin Phạm vi sống trong một đời của nhân dân Tức là phạm vi sinh hoạt rất nhỏ. Tới khi già chết chẳng qua lại với nhau. Thần muốn giáo hóa chúng sanh. Phải đến các nơi hóa thần. Sáng lập tôn giáo tùy thuận phong tục, tình cảm và tập quán sống của người từng địa phương. cho nên mới có nhiều hiện tượng tôn giáo khác biệt phát sanh hiện thời trên quả địa cầu này khoa học kỹ thuật phát triển thông tin phát triển giao thông nhanh chóng thuận tiện dân cư trên địa cầu đã biến thành người một nhà hiện thời đã công nhận những vị thần ấy đều là hóa thân của chân thần chúng ta cũng phải gộp họ lại để xem như một chỉnh thể thì mới có thể đạt được trí huệ rất sâu. Họ có thể tiếp nhận và đồng ý với cách nhìn này của tôi. Do vậy, tôi kết giao với họ. Tôi thường đọc kinh Phật mà cũng đọc Tân Cựu Ước. Tôi đọc Tân Cựu Ước thì tôi là tín đồ Cơ đốc kiên thành hoặc tính đầu thiên chúa giáo kiền thành tôi đọc kinh cổ lan tôi là một tư lâm kiền thành chẳng có giới hạn chẳng thể nói họ là ngoại đạo nếu quý vị thấy có một kẻ ngoại đạo quý vị còn có một vạch giới hạn chẳng đạt được giáo huấn thật sự trong kinh điển chúng ta phải thấy như thế nào đấy là hóa thân của phật nhà phật nói đáng nên dùng thân nào để độ bèn hiện thân ấy đáng nên dùng phương pháp nào để giáo hóa bèn dùng phương pháp ấy phật chẳng có hình tướng nhất định phật bồ tát chẳng có một pháp nhất định để có thể nói điều này thường được diễn tả là vô hữu định pháp khả thuyết như vậy thì chúng ta mới biết ký huệ viên mãn đức dụng viên mãn tôi vốn cho rằng trong lần tiếp xúc ấy còn có những người chẳng thể tiếp nhận vẫn cần mất một thời gian dài để biện luận thế mà trong những năm qua tại các nơi trên thế giới đều thuận buồm xuôi gió người nghe đều có thể tiếp nhận lão hòa thượng trung thôn khang long của nhật bản năm nay đã 101 tuổi Mỗi lần sang Nhật tôi đều đến thăm Ngài Lần đầu tiên tôi gặp Ngài Vào 5 năm, năm trước Khi ấy Ngài đã 96 tuổi Ngài bảo tôi Tất cả những người sáng lập tôn giáo trên toàn thế giới Đều là hóa thân của quán thế âm Bồ Tát 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đều là Quán Âm Bồ Tát. Tôi nghe nói rất hoan hỷ, vị lão hòa thượng ấy nói như thế đó. Sau khi tôi rời đi, những đồ đệ của Ngài bảo tôi, suốt đời lão hòa thượng chưa hề nói lời ấy. Thế mà Ngài lại bảo Thầy điều ấy. Lão hòa thượng tạo tính tâm cho tôi. Cách nghĩ và cách nhìn ấy của tôi không sai lão nhân gia đã chứng thực cho tôi tôi rất cảm kích ngài chúng ta nhất định phải khẳng định điều này toàn thể vũ trụ quý vị thấy đức phật dạy rất hay đức phật không nói đến chân thần đức phật nói gì ngài nói pháp tánh pháp thân đó chính là chân thần như những kẻ khác đã nói tâm hiện thức biến chân thần là gì chân thần là tánh thức tánh thức quý vị nói thông tục hơn một chút sẽ là chân tâm và vọng tâm chân tâm có thể hiện vọng tâm có thể biến thức là vọng tâm chân và vọng là một không hai vì sao chân tâm mê bèn gọi nó là a lại gia thức A la gia thức giác ngộ sẽ là chân như bản tánh do vậy pháp tướng tôn nói A lại gia thức là chân và vọng hòa hợp từ phương diện mê thì gọi là A lại gia từ phương tiện ngộ thì gọi là pháp tánh cách nói khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩa. Từ cơ sở này, từ quan niệm này có thể đoàn kết các loại tôn giáo khác nhau trên thế giới, người một nhà mà. Hãy nên đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận. Hãy nên hỗ trợ hợp tác phải giúp cho người thế gian giác ngộ khổ do mềm mà có lạc do giác mà có chỉ cần giác ngộ sẽ có thể lìa khổ được vui phật pháp nói đến bốn loại duyên khởi bốn loại duyên khởi ấy được nói trong hòa nghiêm loại thứ nhất là nghiệp cảm duyên khởi thuộc giáo pháp tiểu thừa giáo pháp tiểu thừa nói đến nghiệp cảm nghiệp là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp do quý vị đã tạo Chúng chiêu cảm Sanh khởi hiện tượng Loại thứ hai Là A Lại Gia Duyên khởi Lại Gia Duyên khởi Là Đại Thừa Thi Giáo Loại Duyên khởi này do Pháp Tướng Tông nêu ra Loại thứ ba Là Như Lai Tạng Duyên khởi thuộc về đại thừa chung giáo như lai tạng được nói đến trong kinh đại phật đảnh thủ lăng nghiêm loại thứ tư là pháp giới duyên khởi đấy là viên giáo kinh hoa nghiêm luôn nói về pháp giới duyên khởi hoa nghiêm nói ngũ giáo tức tiểu thủy chung đốn viên cách biện định duyên khởi này thiếu đốn nhưng có viên vì sao không nói đến đốn riêng loại trừ đốn là vì đốn giáo chẳng chấp tướng nó chẳng có ngôn ngữ lấy vô tướng rời lìa ngôn ngữ làm tông đạo lý ở chỗ này chúng ta phải hiểu điều này hoa nghiêm nói thập huyền tức là mười huyền môn trong phần trước của kinh hoa nghiêm chúng tôi đã giới thiệu điều này đến khi nào mới giải thích tỉ mỉ Tôi nghĩ phải cho đến khi giảng xong toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Cuối cùng Sẽ dùng phần huyền nghĩa Của Thanh Lương Đại Sư để làm tổng kết Vì đối với huyền nghĩa Tức là đối với toàn thể một bộ kinh Mà nếu chẳng có sự nhận thức khái lược Cứ đàm huyền thuyết diệu Sẽ giống như vướng vào trong màn sương rộng năm dặm Quý vị chẳng mò được ngàn mé Đã thông thuộc Kinh Hoa Nghiêm Năm tầng huyền nghĩa Sẽ có ý vị vô cùng Do vậy tôi không giảng ở đằng trước Mà đặt ra sau để giảng Đạo lý ở chỗ này Mười huyền môn ấy chính là Pháp giới duyên khởi Nói về Pháp giới duyên khởi Chúng tôi giới thiệu đại ý của duyên khởi đến đây nay đã hết thời gian rồi chúng ta nghỉ ngơi mấy phút chư vị đồng học chư vị pháp sư xin mời ngồi xuống duyên khởi thiện xảo quan trọng nhất là nói rõ đạo lý và chân tướng sự thật của sanh tử luân hồi học phật bất luận tu học tông phái nào hay pháp môn nào chẳng thể không biết chuyện này điều này thuộc về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh đức phật đã dạy mười hai duyên khởi thuộc về ba đời tôi nêu thí dụ để nói chẳng hạn như một người kinh gọi là một hữu tình một người được nêu lên ở đây chính là một hữu tình chúng sanh này chúng ta gọi hữu tình chúng sanh là động vật duyên khởi lưu chuyển trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai Điều này chỉ rõ bất cứ một chúng sanh nào kẻ đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Những điều ấy gọi là nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời được chia thành 12 đoạn. Để thuyết minh Điều này được gọi là thập nhị duyên khởi. Hoặc gọi là tam thế thập nhị nhân duyên. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ ràng 12 danh từ ấy. Tốt nhất là quý vị có thể ghi nhớ. Những danh từ ấy cũng hết sức quan trọng. Nói chung nếu có thể hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Đối với sự tu hành của chính mình. Giới thiệu cho người khác. Quý vị sẽ chẳng mê hoặc tí nào. Danh từ thứ nhất trong 12 danh từ ấy là vô minh. Thứ hai là hành

đức phật dạy trong giáo pháp đại thừa từ ngữ thật nhị duyên khởi là nói theo lối tân dịch tân và cựu là dựa theo huyền trang đại sư để nói phiên dịch kể từ huyền trang đại sư về sau được gọi là tân dịch trước ngày huyền trang gọi là cựu dịch trong phật môn thường nói tân dịch và cựu dịch do lấy chuyện này làm tiêu chuẩn tân dịch gọi là thập nhị duyên khởi cựu dịch gọi là thập nhị nhân duyên trên thực tế là nói cùng một chuyện nhưng giữa tân dịch và cựu dịch có danh xưng khác biệt đôi chút duyên khởi là nhân duyên lại gọi bằng một danh xưng đơn lẻ là nhân duyên quán nhân duyên quán chính là bích chi phật còn gọi là chi phật quán chi phật tức là bích chi phật coi pháp ấy là quán môn của bích chi phật quán môn là phương pháp tu hành của ngài quán Như trong phần trước tôi đã nói với quý vị về chỉ quán Nếu nói một chữ Bèn nói là chỉ Trong chỉ có quán Nói quán trong quán có chỉ Chỉ và quán chẳng tách rời Chỉ là buông xuống Quán là thấy thấu suốt Do vậy chân gia đại sư dạy tôi Sau khi tôi khế nhập Phật môn đối với phương tiện giáo học thiện xảo của lão nhân gia hết sức bội phục quý vị ngẫm xem tôi mới nhập môn chẳng biết chi hết nghiễm nhiên nêu ra một vấn đề lớn như vậy nếu ngài giảng về chỉ quán có giảng suốt một tháng tôi nghe cũng chẳng hiểu rõ sẽ khiến cho tôi hồ đồ mơ màng ngài thay đổi danh từ thành thấu suốt buông xuống thấy suốt là quán buông xuống là chỉ cao minh tột bậc đối đãi thành phần trí thức trong hiện thời phải có phương tiện thiện xảo ý nghĩa vẫn là như vậy nhưng cách nói khác đi khiến cho họ dễ dàng lý giải rất dễ tiếp nhận đấy là thiện xảo là thật sự cao minh đó gọi là thâm nhập thiển xuất thuyết pháp thì nhất định là quý vị phải khiến cho đối phương nghe nhiều nhất định là phải khiến cho đối phương có thể khế nhập như vậy tức là đạt được hiệu quả chúng ta và họ học tập chẳng uổng công Mười hai điều ấy Nhằm nói đến duyên khởi Theo thứ tự của sự luân hồi trong lục đạo trải khắp ba đời của chúng sanh Do vậy, huyền trang đại sư dịch là duyên khởi Dịch theo lối cổ là nhân duyên chẳng sai nhưng dịch là duyên khởi thì có lẽ ý nghĩa sẽ cạn hơn một chút càng dễ lý giải hơn đôi chút vì thế gộp hai lối tân và cựu dịch lại để xem chúng ta sẽ hiểu rõ mười hai chữ ấy nói về ba đời hai tầng nhân quả trong ba đời trong kinh giáo đức phật thường nói dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị ta nghĩ trong đời quá khứ đã làm những gì ư quả báo ta hứng chịu trong một đời này chính là nó đấy có nhân thì sẽ có quả đức phật dạy dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị nếu lại nghĩ quả báo trong đời sau của ta sẽ ở đâu ư quả báo của ta tốt hay xấu đức phật dạy những gì quý vị đã tạo tác trong đời này chính là nó tạo tác trong đời này là nhân là cá nhân cho đời sau sẽ cảm quả báo do vậy hai tầng nhân quả trong ba đời đã tạo nhân trong đời quá khứ đời này chịu quả báo tạo nhân trong đời này đời sau chịu quả báo hai tầng nhân quả ba đời Trong rất nhiều tôn giáo Toàn là quan niệm hai đời Tức là chỉ có đời này và đời sau Chẳng nói đến đời quá khứ Chẳng hạn như Cơ đốc giáo Thiên chủ giáo Y tư lan giáo Đều là quan niệm hai đời Chẳng nói đến ba đời Nhưng chúng ta xem kinh cho kỹ Sẽ thấy trong kinh của các tôn giáo thật sự có ba đời Do vậy tôi đặc biệt dùng bút đỏ khoanh những đoạn kinh văn ấy Tức là trong kinh Cổ Lan Chân Chúa đã nói Chân Chúa là Thượng Đế, là chân thần Ông ta nói ta à, dựa theo sự tiền định để sáng tạo vạn vật thượng đế tạo ra vạn vật thượng đế tạo ra con người hoặc là cho quý vị hưởng phước hay chịu tội trong đời này có phải là do ý nghĩa của thượng đế hay không chẳng phải thượng đế nói ngài dựa theo sự tiền định tiền định chính là những điều kiện thiện hay ác do quý vị đã tạo ra từ trước đời trước quý vị làm lành đời này thượng đế sẽ ban phước cho quý vị quý vị là người hưởng phước nếu đời trước quý vị làm ác thượng đế sẽ khiến cho quý vị đời này phải chịu khổ phải mắc nạn đấy là có đời trước tôi đưa đoạn kinh văn ấy cho họ xem trong kinh điển của quý vị có nói đến đời trước kinh cổ lan nói đến sáu thứ tính tức là tính điều cơ bản có sáu thứ trong sáu thứ ấy thứ nhất là tin vào allah tức là phải tin vào một vị chân thần duy nhất allah là thượng đế của họ là chân thần duy nhất phải tin vào allah thứ hai là tin thiên sứ allah đã phái những thiên sứ như một hãng mặt đất thuộc loại thiên sứ do thượng đế hóa thân, quý vị phải tin tưởng thiên sứ. Thứ ba là tin kinh điển, phải tin tưởng kinh cổ lan. Thứ tư là tin vào tận thế, tức là ngày tận thế như kinh cổ lan đã nói. Thứ năm là tin vào tiền định, điều này trọng yếu. Tiền định là có đời trước nhất định là quý vị có đời trước đó là cái nhân đời này quý vị hưởng qua báo do vậy tìm tòi trong kinh điển tìm tòi cẩn thận sẽ thấy quả thật cũng là có tam thế vì thế thượng đế chẳng phải tùy tiện định ra chuyện cát hung hòa phước cho bất kỳ ai chẳng hạn là ta thích kẻ đó kẻ đó tin ta ta ưa chuộng hắn sẽ ban phước cho hắn kẻ đó chẳng tin ta ta liền giáng tai họa cho hắn chẳng phải như vậy mà là tiền định căn cứ trên tiền định điều này nói rất lý đương nhiên nói tỉ mỉ nhất rõ ràng nhất minh bạch và thấu triệt nhất sẽ là kinh phật mười hai nhân duyên nhân quả ba đời nói khá tỉ mỉ thứ nhất là vô minh vô minh lập phiền não tập khí từ đời quá khứ nếu chẳng có phiền não tập khí tức là quý vị chẳng tạo nghiệp nói tổng quát đức phật quy nạp phiền não thành ba loại lớn vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não nói chung chẳng ra ngoài ba loại lớn phiền não tập khí ấy vì tập khí phiền não quý vị mới tạo nghiệp tạo nghiệp chính là điều thứ hai tức hành hành là hành vi hành vi là gì dựa vào phiền não trong đời quá khứ mà tạo tác hạnh nghiệp thiện hay ác vì thế hành là tạo tác tạo tác có thiện và ác đấy là nghiệp vô minh là duyên nghiệp là nhân phải hiểu rõ mối quan hệ này nếu chúng ta dùng ba đời để tỷ dụ vô minh giống như ông nội hành là cha thức ở sau đó mới chính là chính mình đấy là quả báo vì vô minh nên mới có hành do hành nên mới có thức thức ấy đầu thai cái nhân gần với sự đầu thai nhất được gọi là thân nhân duyên cái xa xôi hơn xa hơn một chút sẽ gọi là tăng thượng duyên nó chẳng phải là thân nhân duyên nó có nhân và duyên chúng ta phải phân định rõ cái nào là nhân cái nào là duyên cái nào là quả do vì có duyên mới sanh ra các nghiệp nhân trong đời quá khứ đã tạo tác nghiệp nhân thiện hay ác hiện tại thọ quả báo điều thứ nhất trong quả báo là đầu thai tức là thức nương theo cái nghiệp trong đời quá khứ để nhận lấy một niệm thọ thai trong đời hiện tại thức là thần thức người hoa gọi nó là linh hồn trong phật pháp gọi là thức ai đến đầu thai nó đến đầu thai Thức ấy là a la gia thức a la gia thức của chính chúng ta đến đầu thai Đầu thai cũng cần có duyên Tức là có duyên với cha mẹ Chẳng có duyên Quý vị sẽ chẳng thể đến chỗ họ để đầu thai được Vì thế Đức Phật thường nói Quan hệ cha con có bốn loại duyên Bốn loại duyên là Báo ân Trong đời quá khứ Ta và kẻ khác có ân Tức là Kẻ khác đối với ta có ân Ta thấy người ấy bèn sanh lòng hoan hỷ Ta đến báo đáp kẻ ấy Đứa con đến đầu thai để báo ân Sẽ là con hiếu Cháu hiền cho quan hệ trong đời trước dẫn khởi Cha mẹ có ân đối với con Loại thứ hai hoàn toàn trái nghịch Tức là báo oán Đời trước cha mẹ và con là cừu nhân Lần này sau khi trông thấy Bạn đến đầu thai trong nhà kẻ thù để báo cừu Báo cừu thì lúc bé nhất định sẽ khiến cho cha mẹ hết sức yêu quý sau khi trưởng thành con sẽ bất hiếu là phá gia chi tử nhất định sẽ khiến cho quý vị nhà tan người chết bớt luận là hữu ý hay vô tình đều là do nghiệp lực dẫn dắt chuyện này rất đáng sợ loại thứ ba là đòi nợ trong quá khứ cha mẹ thiếu tiền con nó đến đòi nợ. Sanh vào nhà quý vị, quý vị chăm sóc, nuôi nấng nó kỹ càng, nó cũng khiến cho cha mẹ vui sướng lắm. Hai ba tuổi chết tươi, đấy là gì? thiếu nợ ít. Quý vị đổ tâm huyết, tốn kém tiền bạc cho nó, nó đòi xong rồi đi mất. Nếu mắc nợ nhiều, đại khái đến hai mươi tuổi, ví như quý vị chăm chút nó rất vất vả vun vén cho nó trưởng thành tốt nghiệp giành được học vị tiến sĩ tự mình có thể dấn thân vào xã hội bèn chết ngắt đi mất rồi món tiền quý vị phải chi dụng nó đã đòi xong đòi xong xuôi bèn ra đi nói với quý vị chẳng có mối quan hệ nào khác nó đến đòi nợ là quỹ đòi nợ loại thứ tư là trả nợ trả nợ là gì đời trước con cái thiếu tiền cha mẹ Vì thế đời này Nó phải kiếm tiền nuôi nấng cha mẹ Nếu nó thiếu cha mẹ rất nhiều Nó phụng dưỡng cũng rất sung túc Cha mẹ thứ gì cũng chẳng thiếu Nếu nó thiếu nợ ít Sẽ có thể chiếu cố cuộc sống của cha mẹ Nhưng chẳng phụng dưỡng sung túc Chúng ta quan sát xã hội này cẩn thận sẽ có thể thấy được. Quý vị sẽ thấy những đứa trẻ đến đòi nợ, đến trả nợ, đến báo ơn hay là đến báo oán. Vì thế hiện thời có rất nhiều kẻ làm cha mẹ đến kể với tôi còn cãi bất hiếu. Khó dạy. Do nguyên nhân nào? Chính mình phải nên hiểu. Chúng ta có phải là đời đời kiếp kiếp bố thí ân đức cho hết thảy chúng sanh hay không? Nếu tâm địa quý vị quả thật, thiện lương, bố thí ân đức Trong nhà quý vị sẽ có nhiều con hiếu cháu hiền Đều là đến báo ân Nếu chúng ta khởi tâm động niệm Đều là tổn người lợi mình Quý vị sẽ kết cựu oán với người khác Còn cháu của quý vị là những kẻ đến báo oán vì thế làm người quyết định chớ nên có tà niệm chớ nên mong chiếm tiện nghi của người khác quý vị phải biết chẳng thể chiếm tiện nghi của kẻ khác đâu nhé quý vị chiếm tiện nghi lúc này trong tương lai sẽ phải đền trả kẻ đó phật pháp nói rất hay như khi ăn thịt thì đức phật dạy người chết làm dê dê chết làm người Quý vị ăn nó nửa cân Trong tương lai sẽ phải đền nó tám lượng Chuyện là như thế đó Há có dễ dàng như vậy Quý vị ăn nó Chẳng đền trả nó Chẳng có lẽ ấy Thiếu nợ cũng giống như thế Này quý vị nghĩ trọn mọi phương pháp Để mưu đoạt tài sản của người khác Về tay mình Kết quả là gì Đời sau quý vị vẫn phải đền trả cho họ nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may vì thế làm sao có thể tùy tiện đoạt tài sản hoặc tùy tiện gây hại người khác cho được chẳng thể dẫu quý vị có phương cách trốn tránh luật pháp thế gian thường nói là tìm kẻ hở luật pháp nhưng nhân quả sẽ trốn chẳng thoát trong xã hội hiện tại con hiếu cháu hiền ít ỏi đó là vì nguyên nhân nào người hiện thời chẳng biết bố thí ân đức chẳng biết dùng thiện tâm thành ý đối với người khác nguyên nhân ở ngay chỗ này vì thế hiện thời chúng tôi đề xướng giáo dục điều ấy tôi thường nói trong mỗi lần hội nghị quốc tế tôi nhất định sẽ nói vì người tham gia hội nghị mỗi lần khác nhau tôi luôn nói ba loại giáo dục có thể hóa giải xung đột có thể giúp thế giới này khôi phục an định hòa bình thế giới này vốn an định hòa bình vì thế tôi không nói là xúc tiến mà nói là khôi phục ba loại giáo dục nào vậy thứ nhất là giáo dục luân lý thứ hai là giáo dục nhân quả quý vị phải hiểu nhân quả trong thập nhị nhân duyên sau khi đã hiểu rõ đạo lý ấy làm sao chúng ta có thể dùng ác ý đối với kẻ khác cho được tuyệt đối chẳng thể quý vị biết chân tướng sự thật sẽ kết thiện duyên cùng hết thảy chúng sanh tôi thường nói các đồng học thường thân cận tôi đều biết mũi cắn chúng ta mũi chích chúng ta quý vị hãy ngẫm xem vì sao nó nhất định phải chích quý vị vẫn chẳng phải là vì đói mà muốn ăn no một bữa hay sao? Ý nghĩa là như vậy đó Nếu quý vị chịu bố thí cúng dường cho nó Cho nó ăn, nó ăn no xong Để cho nó tự bay đi Nó chẳng phạm tội chết Quý vị đập nó chết tươi Sẽ kết oán với nó Oan oan tương báo Chẳng hết, chẳng xong Quý vị phải biết trong tương lai nó biến thành người Quý vị biến thành mũi Quý vị chích nó Nó cũng đập bóp một phát Đánh chết quý vị hoàn oan tường bảo Quý vị không chịu bố thí Đuổi nó đi là được rồi Nó chẳng đáng tội chết Cớ sao phải giết hại nó Ngay cả mũi kiến Quý vị đều biết thương yêu Giúp đỡ nó Chẳng tổn hại nó đó là từ bi Là bố thí ân đức Không sát sanh, không ăn thịt Chính là vô ý bố thí Quả báo là khỏe mạnh sống lâu Do tài bố thí được của cải Do pháp bố thí được thông minh trí huệ Do vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu Vì sao không tu bố thí Quý vị viện cớ tôi chẳng có tiền Chẳng có tiền thì càng phải tu tại bố thí Vì sao? Trong tương lai của cải quý vị chẳng thiếu dùng Nếu quý vị chẳng chịu bố thí Đời đời kiếp kiếp nghèo túng Đời này khốn quẩn Vất vả hơn đời trước Nếu chúng ta chẳng gặp được thầy giỏi Chẳng gặp gỡ Phật Pháp Làm sao hiểu được đạo lý này? giáo dục luân lý là dạy người khác làm người tốt chẳng phải là dạy người ta làm quan to chẳng phải là dạy người ta phát tài to vì sao chức vị phát tài thì phải có vận mạng đã định sẵn bởi đời trước đời trước quý vị chẳng tù đời này chẳng đạt được đó là đạo lý nhất định nhưng Quý vị chỉ cần làm người tốt, chịu tu, chịu học, gieo cái nhân cho đời sau. Đời này ta tu nhân, đời sau có quả báo tốt lành. Chẳng cần hưởng quả báo trong đời này. Đời này tu cái nhân tốt, đời này làm người tốt để làm giáo dục luân lý giáo dục nhân quả đạt đến viên mãn rốt ráo là giáo dục tôn giáo chỉ có giáo dục tôn giáo mới có thể nói rõ ràng minh bạch chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là chuyện như thế nào vì thế quý vị thấy đó vô minh duyên hành hai điều này là cái nhân trong đời quá khứ thuộc về đời quá khứ đời này đạt được quả báo năm điều từ thức cho đến thọ là quả báo thức nương theo nghiệp trong đời quá khứ mà thọ một niệm thụ thai trong đời này gặp được duyên cha mẹ là duyên tức là bốn loại duyên như tôi vừa mới nói chỉ cần có bốn loại duyên ấy sau khi gặp gỡ một niệm dấy lên người ấy bèn nhập thai ở trong thai chúng ta nói là đầu thai là chuyện như thế đó chẳng có kẻ nào làm chú tể quỷ thần làm chú tể diêm la làm chú tể ư Chẳng có chuyện ấy Chính là một niệm của chính quý vị Do có duyên với cha mẹ Mà giấy động một niệm Một niệm ấy chính là phiền não với lên hiện hành Sẽ vào trong thai Niệm ấy là gì vậy? Ái dục Điều kế tiếp là giành sắc danh sắc là ở trong thai thân tâm dần dần tăng trưởng gọi bằng danh xưng này danh là vì nó sống động sắc là vật chất nó là một khối thịt trong thai mẹ nhưng khối thịt ấy sống động chẳng chết cứng nó tăng trưởng dần 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 tăng trưởng trở thành hình dáng con người khi đã hoàn toàn hình thành hình dạng con người bèn gọi là lục xứ lục xứ là sáu căn tức mắt tai mũi lưỡi thân đều đã trưởng thành dần dần sáu căn thấy đều trọn đủ cái ấy bèn xuất thai bèn sanh ra vì thế từ khi thai nhi hình thành mắt tai mũi lưỡi thân mãi cho đến trước khi được sanh ra đều gọi là lục xứ đều gọi bằng danh xưng là lục xứ kế đó là xúc nói xúc tức là nói theo kiểu trước kia xúc là gì đứa trẻ vừa xuất thai tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vì thế phải biết xúc là xúc thai tức là sanh ra sanh ra sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân của nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài thân thể mẹ nó có cảm xúc quý vị thấy nó sanh ra bèn khóc vì sao đau khổ ở trong thai mẹ là một hoàn cảnh sống khi rời khỏi thai mẹ sẽ là một hoàn cảnh bất đồng vời vợi nó chịu không nổi vì thế nó rất đau khổ nó phải tập quen dần dần tập quen với bên ngoài thai mẹ tập quen với hoàn cảnh bên ngoài thân thể mẹ nó phải tập quen dần vì thế khi trẻ nhỏ sanh ra chẳng có đứa nào không khóc quý vị nghe kỹ tiếng khóc sẽ thấy là khổ a à, khổ a à. kêu khổ đến thế gian này sẽ phải khổ suốt đời quý vị thấy trẻ nhỏ nào vừa sanh ra bèn cười to ha hả chẳng có vì thế quý vị nhìn từ những hiện tượng ấy quan sát cẩn thận sẽ liễu giải đời người xác thực là khổ do vậy xúc là tiếp xúc từ khi sanh ra mãi cho đến lúc già chết có ngày nào chẳng tiếp xúc Tiếp xúc xã hội bên ngoài Tiếp xúc hết thảy người, sự, vật Đó là xúc Kế đó là thọ Trước kia Thọ Là sau khi đã 6-7 tuổi Hiện thời thọ sớm hơn Chúng ta thấy điều này rất rõ ràng Trước kia Xác thực là sau 6-7 tuổi Dần dần trẻ nhỏ Đối với hết thảy sự vật Do nhận biết khổ lạc khác biệt Mà có cảm nhận Hiện thời như tôi thấy Thông minh một chút Thì trẻ nít một tuổi đã có thọ Trẻ nít 1-2 tuổi đã có thể quan sát sắc mặt Suy xét lời nói của người lớn Lợi hại quá Học từ đâu ra? Tôi nghĩ là học từ tivi Quý vị thấy sau khi nó vừa sanh ra Con ngủ trong nôi Mỗi ngày xem những gì? Mỗi ngày xem tivi Cha mẹ chẳng dạy Mà là tivi dạy nó nó học được rất nhiều thứ từ tivi. Tuy nó chưa thể nói chuyện, chẳng đi được, trong tâm nó biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất cử nhất động của người lớn. Nó mắt thấy tai nghe sẽ có phản ứng. Chỉ cần quý vị nhìn từ phản ứng, bạn biết là nó có thọ, có ưa thích, có chán ghét, có những cảm nhận khổ lạc có thể thấy rất rõ ràng Thọ Là do có cảm nhận mà dấy lên Cũng là mãi cho đến khi già chết Mỗi ngày quý vị đều đang thọ Trong cuộc sống quý vị đều thọ Thọ trong công việc Lại còn thọ trong xử sự, sự đãi người tiếp vật Thọ là gì? đức phật nói năm loại cảm nhận lớn là khổ lạc ưu hỷ xã suốt một đời nói chung quý vị chẳng vượt qua khỏi năm chữ ấy thân có khổ lạc tâm có ưu hỷ khi khổ lạc ưu hỷ tạm ngừng thì gọi là xã nói chung chẳng ra ngoài năm loại lớn ấy vì thế gọi là ngũ thọ năm tầng cấp từ thức đến thọ là quả báo trong ấy quý vị đến đầu thai phật pháp nói rất rõ ràng dẫn nghiệp Tức là thiện ác đã tạo xong cho đời quá khứ Dẫn dắt quý vị đi đầu thai Chẳng phải là có chú thể khác biệt Xác thực là đúng như Kinh Cổ Lan đã nói A-la à đã dựa theo tiền định để ban cho quý vị Chẳng phải do ý nghĩ của chính ông ta Mà là dựa theo tiền định Phật Pháp nói rất thấu triệt Trong đời quá khứ Từng trì ngũ giới Từng tu thập thiện Vậy thì ngũ giới thập thiện Sẽ dẫn dắt quý vị đến đầu thai trong nhân gian Chuyện là như thế đó Dẫn dắt quý vị đi đầu thai hổ lạc ưu hỷ xã trong một đời này gọi chung là mãn nghiệp vì thế chúng ta sanh trong nhân đạo dẫn nghiệp giống nhau mãn nghiệp khác nhau mãn nghiệp là do những điều thiện ác đã làm trong đời quá khứ tích lũy lại cảm lấy quả báo trong đời này, tức là quả báo do khổ lạc ưu hỷ xả trong đời này. Vì vậy giáo dục hết sức trọng yếu. Do người Hoa hiểu đạo lý này, họ nhận biết giáo dục có thể giúp quý vị cải thiện. Ví như trong quá khứ đã tạo ác nghiệp quá nhiều, trong đời này quý vị phải chịu khổ. Nếu quý vị được giáo dục rất tốt Giác ngộ Trong một đời này Nếu sửa đổi tập khí tật xấu Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Sẽ có thể chuyển đổi vận mạng của chính mình Quý vị thấy liễu phàm tứ huấn Là một tấm gương rất tốt Du tịnh ý công ngộ táo thần ký Toàn là sự thật hoàn toàn chẳng giả Hiện thời có đồng tu muốn quay du tịnh ý ngộ táo thần ký thành phim Làm thành phí nhiều tập Đem kịch bản đến chỗ tôi Tôi đọc Thấy viết rất khác Chỉ sửa chữa sơ sơ đôi chút Tổng cộng chỉ có 6 tập Tôi nghĩ trong tương lai chư vị đều có thể xem bộ phim ấy Cách sửa đổi và quả báo đạt được Của Du Tịnh Ý Còn thù thắng hơn Tiên sinh Liễu Phạm Điều này cho chúng ta biết Có mạng vận hay không? Có Có định số Đã tạo trong đời trước chính là định số Nhưng quý vị phải hiểu ngoài định số còn có biến số biến số là gì những gì ta đã tạo ra trong đời này trong đời quá khứ tạo ác nhiều đời này chẳng làm ác chuyên làm lành điều thiện trong đời này đủ để che lấp những điều ác trong đời quá khứ như vậy là quý vị có thiện chẳng có ác mạng của quý vị hoàn toàn sửa đổi chúng ta thấy tiên sinh liễu phàm sửa đổi có hiệu quả Thu thập hàng năm gia tăng Đấy là do tài bổ thí mà tăng thêm Tăng trưởng thông minh trí huệ Thi cử hàng năm Khổng tiên sinh tiên đoán cho ông ta Tiên đoán thứ tự đổ đạt Của viên liễu phàm Trong mỗi lần khảo thí đều chẳng sai Ông viên gặp thiền sư Vân Cốc biết sửa lỗi đổi mới dốc hết tính mạng nỗ lực tu thiện lại đi dự thi thứ tự đổ đạt cao hơn có một lần khổng tiên sinh coi bó cho ông viên nói ông viên sẽ đậu hạng ba kết quả ông viên đậu hạng nhất tiến cao hơn quả chẳng thể nghĩ bàn do vậy nếu người thật sự hiểu nhân quả hãy nên nỗ lực đoạn ác tu thiện tích lũy công đức sáng tạo vận mạng mới toanh cho chính mình đấy mới gọi là người thông minh có trí huệ huệ. Đến đây là một tầng nhân quả Là một thứ nhân quả trong hai đời Tức quá khứ và hiện tại Cái nhân trong quá khứ là vô minh Hành là duyên, nhân duyên Đời này là quả báo Nhưng trong một đời này Chúng ta vẫn có thể tạo tác Do vậy tạo nghiệp Tạo nghiệp Thì dùng ba chữ đã Bao gồm Tức là ái, thủ, hữu Giải thích ái Thì sau 14-15 tuổi Sanh ra các thứ ái dục mạnh mẽ Hiện thời độ tuổi này đã sớm hơn Đại khái là 10 tuổi đã có ái dục rất mạnh mẽ Thậm chí 7-8 tuổi Ái dục mạnh mẽ đã hiện tiền Do nguyên nhân nào? Giáo dục Người hiện thời Từ bé đã được dạy thói ích kỷ Giáo dục phương Tây Đã dạy điều gì từ nhỏ Cạnh tranh Cứ làm như không có cạnh tranh Sẽ chẳng thể sanh tồn Từ nhỏ đã dạy cạnh tranh Cạnh tranh là có ta Sẽ chẳng có người Do vậy trong quan niệm Toàn là tổn người lợi mình Đấy là tạo ác nghiệp Chúng ta biết cạnh tranh ở mức độ cao hơn sẽ là đấu tranh Đấu tranh nâng cao hơn thì là chiến tranh Do vậy quan niệm giáo dục đi vào tử lộ Chúng ta hồi tưởng cổ thánh tiên hiền dạy người khác Từ nhỏ đã dạy những gì? Dạy nhân nhượng Dạy tôn trọng người khác Mọi chuyện đều biết nhường nhịn lễ độ nhúng nhường đấy là hài hòa nho già nói đến lễ tinh thần của lễ là tự ti tôn nhân chính mình khiêm tốn nhúng nhường tôn trọng người khác hoàn toàn tương phản với quan niệm giáo dục của phương tây chúng ta phải chú tâm suy nghĩ những thứ truyền thống của chúng ta tốt đẹp hay những thứ của ngoại quốc tốt hơn quý vị phải hiểu rõ ràng vì nó có liên quan đến hạnh phúc của quý vị trong một đời này liên quan đến quả báo trong đời sau do vậy chúng ta thật sự tin tưởng nhân quả ba đời có ý niệm ái dục Ý niệm dục vọng sanh khởi Do có dục vọng Kẻ ấy sẽ là thủ Tức là sẽ muốn đoạt lấy Hiện thời chẳng phải là Sau khi đã trưởng thành mới là như vậy Hiện nay Thành thiếu niên đã là như thế Ái dục càng mạnh Kẻ rong rủi theo các cảnh Để giành lấy những điều mong cầu hòng thỏa mãn dục vọng của chính mình. Danh từ mới mẻ hiện thời là cạnh tranh với kẻ khác. Nhất định phải chiến thắng. Nhất định là chính mình phải giành phần thắng, hãy quý vị thắng, kẻ khác sẽ thua. Chẳng biết những thứ ấy vốn có trong mạng chẳng phải là ai cũng có thể tranh giành được vì thế nói đến mạng chẳng thể không tin tưởng có thủ thủ là tạo nghiệp sau đấy bèn kết nghiệp hữu chính là phiền não nương tựa vào ái và thủ tạo các thứ nghiệp chắc chắn sẽ có quả trong tương lai nghiệp ấy là gì kết nghiệp trong a la gia thức nghiệp ấy giống như chúng ta trong đời này nói đến hành trong đời trước vậy những gì chúng ta đã làm trong đời này ái và thủ thuộc về vô minh ái là vô minh là mê hoặc thứ gì cũng đều mong chiếm hữu để là tạo nghiệp là, nghiệp là như thế nào nghiệp sẽ cảm vời quả báo trong đời, đời sau do vậy nghiệp dẫn đến hậu hữu quý vị lại có nhân duyên cho đời sau bèn có đời sau vì vậy ái thủ hữu là nghiệp nhân đã tạo trong đời này cảm vời sanh và lão tử trong đời sau quý vị thấy đức phật dùng phương pháp đơn giản như vậy để giảng rõ ràng giảng minh bạch nhân quả ba đời Bích Chi Phật lãnh ngộ từ chỗ này Hiểu được gì? Từ vô lượng kiếp đến nay Sanh tử luân hồi không ngừng Vốn là chuyện như thế đó Làm thế nào để thoát ly luân hồi Hãy đổ công dốc sức Ngay nơi ái thủ hữu Có thể thật sự buông xuống ái dục Chẳng còn tham mái Đối với thứ ưa thích chẳng tha mái Đối với thứ không ưa thích chẳng nóng giận Sống trong thế gian này Đối với hết thảy hoàn cảnh Hoàn cảnh nhân sự cũng thế Mà hoàn cảnh vật chất cũng thế Thấy đều dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi, Dùng cái tâm thanh tịnh để đối đãi, chẳng mê hoặc Sống trong thế gian này Bất luận làm chuyện gì Đều là tùy duyên chứ không phan duyên Đó là chẳng thủ Hãy thủ quý vị sẽ tạo nghiệp Bởi lẽ phan duyên bèn tạo nghiệp Tùy duyên chẳng tạo nghiệp Tự mình nhất định Chớ nên nghĩ ta phải làm gì đó Đấy là tạo nghiệp Hãy tùy duyên những chuyện đã làm đều là vì chúng sanh người học phật là vì hai chuyện một là vì chánh pháp tồn tại lâu dài hai là vì lợi lạc hữu tình chẳng vì chính mình chẳng có chính mình quý vị sẽ không tạo nghiệp như vậy thì mới có thể liễu sanh tử thoát tam giới Kinh Kim Càng đã dạy chúng ta cách quán Và chúng ta cách sửa đổi quan niệm sai lầm ấy Quý vị thấy kinh dạy rất hay Nếu Bồ Tát Có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Sẽ chẳng phải là Bồ Tát Chúng ta phải thường nghĩ tưởng câu kinh văn này Hồng cảnh tỉnh chính mình Chính mình dấy lên một ý niệm bất thiện Dấy lên ý niệm ích kỷ Hãy niệm mấy câu kinh văn này nhiều lượt Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng Hết thảy các pháp hữu vi đều như mộng huyễn bọt bóng Niệm mấy câu này nhiều lượt sẽ tỉnh lại Chẳng còn mê hoặc Có muốn hay không? Chớ nên muốn Hãy muốn quý vị sẽ bị phiền toái Thích Ca Mâu Ni Phật Lão nhân già suốt cả một đời đều nêu gương tốt nhất Thích Ca Mâu Ni Phật có lập đạo tràng hay không? Chẳng có Suốt đời Ngài hướng dẫn một tăng đoàn khá lớn Đệ tử thường tùy là mươi lăm vị Trụ ở nơi đâu? Nghỉ đêm dưới gốc cây Ăn thì sao Khất thực Giữa trưa ăn một bữa Tối nghỉ dưới cội cây Thích ca mâu ni Phật chẳng dựng đạo tràng Phải ghi nhớ điều này Quốc vương đại thần trưởng giả Cư sĩ cúng dường đạo tràng Là tạm thời Có lúc thỉnh ngài đến giảng kinh Bèn cung cấp hoàn cảnh Cư trụ cho tăng đoàn giảng xong bèn ra đi Đức Phật xuất gia Nếu quý vị lại dựng đạo tràng Chẳng phải là lại biến thành có nhà ư Đạo tràng là thập phương đạo tràng Chẳng phải là của cá nhân Nhằm cung cấp phương tiện Cho người tu hành chân chánh chúng ta cung cấp tứ sự cúng dường hiện thời còn cúng dường đạo tràng cúng dường cơ sở khiến cho quý vị an tâm ở đấy tu đạo phải hiểu đạo lý này nếu chiếm đạo tràng ấy làm của riêng tư làm đạo tràng của ta được thôi đời sau quý vị có thể lìa khỏi đạo tràng hay không chẳng thể nhưng người ở trong đạo tràng là người xuất gia Chẳng có nam nữ giao phối Đời sau quý vị đầu thai vào đạo tràng này Sẽ đầu thai thành gì? Trong đạo tràng có chuột Có gián Có kiến Chúng nó giao phối Đời sau quý vị sanh trong ngôi tự viện ấy Sẽ sanh trong những loài đỏ Vì sao? Quý vị chấp trước đạo tràng ấy là của quý vị Chẳng chịu buông bỏ Chẳng chịu buông xuống đời sau sẽ biến thành những loài ấy trong kinh giáo đã nói rất rõ ràng rất minh bạch người xuất gia buông xuống muôn duyên sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm mãi trần đấy mới là hợp lý Vì lẽ này Người học Phật bất luận tại gia hay xuất gia Chẳng thể không đọc kinh Chẳng thể không nghe kinh Chẳng thể không tu hành Nhất định phải hiểu tu hành Là uống nắng hành vi sai lầm của chính mình Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Chẳng giống như kinh luận đã nói chúng ta đã sai mất rồi phải nương theo kinh luận uống nắng những sai lầm của chính mình đấy là tu hành chớ nên không hiểu điều này vì thế tu hành là sửa chữa hành vi sai lầm của chính mình đức phật dạy chúng ta phải lễ kính chư phật phải xưng tán như lai Chư Phật là gì? Chư Phật có quá khứ Phật Hiện tại Phật Vị lai Phật Quá khứ hiện tại Được nói trong kinh Còn vị lai Phật là gì? Vị lai Phật là hết thảy chúng sanh Tôi mỗi lần lên xuống thang đều thấy có nhiều đồng tu chăm sóc ngăn cản người khác để cho tôi lên xuống trước chuyện này dường như là đối xử lễ kính đối với tôi nhưng chẳng công bằng đối với người khác có cần phải lễ kính người khác hay không họ có phải là chư phật hay không phải phải bình đẳng phải lễ ngộ phải khách sáo phải đều chiếu cố trọn khắp như vậy thì trong tâm người ta mới sanh lòng hoan hỷ Quý vị một mực ích kỷ Ta phải đi trước Các vị theo sau chẳng tốt Hành vi ấy là sai lầm Hy vọng các đồng học chúng ta phải giác ngộ Phải sửa đổi Đối với bất luận người nào Cũng đều đối đãi bình đẳng Đối với bất cứ ai Cũng đều phải tôn kính Đều phải lễ phép nhân nhượng Như vậy thì mới nên à hôm nay đã hết thời gian rồi chúng tôi nói tới đây